Việt Nam có huy chương đầu tiên tại ASEAN 19. Sáng ngày 24 tháng 9, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASEAN 19, các cô gái rao in nội dung thuyền 4 người một mái chèo nữ xuất sắc cán đích thứ 3, mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam. Tại chung kết thuyền 4 người một mái chèo nữ môn rao in kết thúc cách đây ít phút, nhóm 4 nữ vận động viên Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ xuất sắc về đích thứ 3 với thành tích 6 phút 52 giây 35, đoạt huy chương đồng. Đội thuyền của Nhật Bản về nhì với thành tích 6 phút 47 giây 04, trong khi đội thuyền chủ nhà Trung Quốc giành huy chương vàng với thông số 6 phút 42 giây 03. Như vậy, đội rao in đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 19. Trước đó ít phút, hai tuyển thủ rao in là Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo chỉ xếp hạng 6 chung kết nội dung thuyền đôi nữ hai mái chèo. Trong hôm nay 24 tháng 9, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASEAN 19, đoàn Việt Nam tranh tài 14 môn thi gồm bắn súng, boxing, bóng đá nam, bóng bàn, bơi, cờ vua, đấu kiếm, thể thao điện tử, judo, rao in, taekwondo, quần vợt, thể dục dụng cụ, wushu. Ngoài tấm huy chương đồng môn rao in, các môn boxing, taekwondo, bắn súng kỳ vọng giành thêm huy chương cho đoàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.